Huấn luyện viên Park lắc đầu khi nói với ông Philip Chusier, đội tuyển Việt Nam không còn là điều tôi quan tâm nữa. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF đã đáo hạn vào ngày 31 tháng 1 vừa qua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Trong những ngày đầu tháng 2, vị chiến lược gia 65 tuổi vừa tổ chức một buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dự kiến trong tháng này, huấn luyện viên Park sẽ trở về Hàn Quốc thăm hỏi người thân bạn bè, giải quyết công việc riêng. Trong không khí gần gũi của buổi giao lưu, huấn luyện viên Park thoải mái chia sẻ nhiều câu chuyện chưa từng được kể. Ông tiết lộ mình từng được nhiều đại gia đến từ Thái Lan, Trung Quốc mời chào những bản hợp đồng hậu hĩnh. Tuy nhiên bản thân huấn luyện viên Park đã có dự định sẽ mở học viện bóng đá trẻ ở Việt Nam nên đã từ chối hết. Đáng chú ý những phát biểu về Quang Hải và điều duy nhất khiến huấn luyện viên Park Hang-seo nuối tiếc trong suốt 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ giới truyền thông cũng đặt vấn đề về việc vé bếp chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên Philip Chuser thay huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam tuy nhiên câu hỏi này chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía nhà cầm quân 65 tuổi hợp đồng giữa vé bếp và tôi đã hết hiệu lực tôi có mặt ở đây không phải với tư cách huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nói về điều này ở thời điểm hiện tại là tương đối nhạy cảm tôi nghĩ công việc ở đội tuyển Việt Nam không còn là mối quan tâm của mình nữa chắc tôi đã chia sẻ rất rõ ràng với VFF trước khi kết thúc hợp đồng, trước mắt tôi chỉ muốn đặt công việc sang một bên, dành thời gian cho người thân và gia đình. Về câu chuyện tương lai tôi cũng từng chia sẻ bản thân có kế hoạch mở học viện đào tạo trẻ, tôi không muốn nói về đội tuyển Việt Nam nên mong các bạn đừng đặt câu hỏi nữa. VFF và vị huấn luyện viên mới có quan điểm và tầm nhìn khác với những dự định của tôi, bởi vậy tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Huấn luyện viên Park chia sẻ thêm theo một nguồn tin thân với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, quá trình đàm phán với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đã hoàn tất 100% và chỉ chờ ngày công bố. Dự kiến ngay trong tháng 2, VFF sẽ ra thông cáo báo chí chính thức xác nhận huấn luyện viên Philip Chusier thay huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp quản tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Cụ thể, hợp đồng huấn luyện viên Philip Chusier sẽ có thời hạn 3 năm thay vì 2 năm, như một số tin đồn trước đó. Nhà cầm quân người Pháp được cho là sẽ nhận mức lương lên tới 100.000 đô, tương đương khoảng 4 tỷ đồng một tháng đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Đây gần như chắc chắn sẽ trở thành bản hợp đồng có giá trị lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.